Bản thân tôi trước khi biết đến Seven Wellness thì tôi đang làm hợp tác với một công ty kinh doanh theo mạng khác. Ở lúc đó thì tôi đang không đồng một tháng. Ngay giây phút đó tôi đã có một cái trực giác mách bảo là đây chắc chắn là cơ hội của mình, là cơ hội của những con người tin đi theo mình, bởi vì nó tốt mà giá nó hợp lý như thế, không có cái lý do gì mà không thành công được. Và xã thì còn chưa có niềm tin là tôi đi con đường này sẽ thành công. Và sau đó khi mà nhận Mercedes-Benz và xã ra quyết định. Tại đây thì tôi cũng thấy là những cái con người mà tin và làm việc cùng với cả chồng của mình thì họ đã phát triển bản thân rất là nhiều và cuộc sống của họ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Tôi muốn thay đổi cái lối suy nghĩ cũ, đó chính là một cái cuộc sống và một cái công việc ổn định. Và hai người làm ấy, nó không phải là sức mạnh gấp đôi mà nó là sức mạnh gấp 10 lần. Từ khi tôi phát triển công việc kinh doanh cùng với CV ấy, cứ mỗi năm nó tăng trưởng trung bình khoảng 200% một năm. Du lịch là một cái giá trị mà tôi hướng đến. Cũng có những chuyến đi nước ngoài, nhưng mà đi thực sự, đi du lịch với Seven Wellness nó thực sự khác. Cứ thế mà xách ba lô lên đường thôi. Mình xứng đáng được đến những nơi đẹp nhất trên hành tinh này. Mình xứng đáng được đi trên những chiếc du thuyền đẹp nhất, sang trọng nhất. Chúng tôi xây dựng một cái thương hiệu là S69. S là school, đấy là trường, 6 là lộc, 9 là phúc. Chúng tôi sử dụng kết hợp cả online và offline. Bởi vì tôi biết chắc chắn thế kỷ 21 đó là thế kỷ online. Và ngày hôm nay thì cái việc mà để có 1.000 người học Zoom ấy là chỉ sau khoảng 5 phút thôi. Chúng tôi kinh doanh để đạt tự do, nhưng tự do để cống hiến, tự do để phát triển, chứ không phải tự do là để nghỉ hưu. Và sẽ giúp 1.102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng, 1.102 người này sẽ sở hữu Mercedes-Benz. Chúng tôi không chỉ kinh doanh thành công tại Việt Nam mà chúng tôi sẽ ra nước ngoài phát triển công việc kinh doanh thành công.